À, trời ơi, trời ơi, có chị cái ngon hả mày ca? Mày ca ăn đi. Rồi. Sáo xé cái đó giùm con sao? Cái gì Cái vậy? đùi gà xé ra cho mày ca ăn luôn đi. Chưa cứu hộ một cái thôi. Tại chứ cứu hộ lắm nó đi ăn rồi. Xé cho mày ca luôn đi. Nóng mẹ xé. Ăn đi con, mày ca ăn đi mày ca. Giỏi giỏi ăn đi con. Xích ra. Ủa cái đùi nó đâu rồi sao? Ví thích mày kìa. Má nó khùng. Nè. Của con nè. Mẹ nó. Nó khùng nó ăn được. Thì nó xé cho nó gì? Để nó xé cho nó. Ăn đầy nhà đầy cửa cho. Thôi, lấy cái xương ra, lấy cái xương ra sáu. Đừng cho Mai Ca ăn cái xương bự đó. Lấy ra. Rồi, ăn đi con. Con xương nó lủng ruột nó đó. Ăn đi con. Ăn đi, tối về. Ăn đi, tối về. Ăn đưa tối về. Mày cứu hộ con. Để xuống. Bự quá đây rồi nè. Đây. À. Bự quá. Cho ăn quá trời mát xin mâm ngán luôn nè, còn hả? Xé luôn đi sao? Chơi luôn hả mày ca? Chơi ngán. Không phải nó đòi ăn thịt đó bời. Nè. Quá trời. Ngán luôn rồi. Tấp nập để đi. Đói nè, ăn đói nè. Ôi trời, nóng. Nè. Xé nhỏ thôi. Xé nhỏ. Bự quá cứu hộ đâu ăn được nè. Để mấy xương này động lực nó ăn. Cắn ta tét con gái luôn. Thôi ơi, nè. Chú hộ ơi. Trời ơi. Cắn anh lưu tét con gái luôn rồi chú hộ. Cắn anh luôn, tét con giấy luôn, trời. Dữ trời. Con mấy cá đi mất tiêu kìa. Không. Đâu rồi? Nó đây nè, nó không đi. Sáng giờ nằm giữ nhà cho bà chứ đâu đi. Mấy cá vô ca. Khôn lắm á. Nè mật ăn nó xuống nè con. Trời ơi. Ôi ngon không? Ngon không? Không? Ồ, một vàng một ngọc của mẹ đó trời. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Thị. Chương trình bán điện giảm giá. Một tấm liệm chỉ còn 550.000 đồng. Công ty chúng tôi có chương trình liệm cũ đổi tiền mới, đặc biệt hỗ trợ trả rớt không thể ăn rồi, nghe ghét không? Ăn cho mày ăn không? Mày ăn nữa không nè? Ôi trời. Nhõng nhẽo nữa trời, bắt tôi đút nữa trời. Có luôn trời. Trời ơi, nhõng nhẽo nữa. Rồi, nó giận luôn rồi. Nè. Nè mẹ thương nè, chú hộ. Nè. Nè. Nó giận luôn rồi trời. Đút mày ca nó giận luôn nè nè, mẹ thương. Không có thương của hộ nhất luôn nè. Trời ơi, nó giận rồi cả nhà ơi. Uống đi. Uống đi rồi, uống đi. Nè, này mẹ thương. Ủa, ăn đi mẹ thương. Ôi trời, bữa hổm bà ngoại nó cũng vậy đó. Bà ngoại nó ôm nó cho nó ăn xong cái ôm con beo lì cái nó cũng giận lại trang vậy đó. Nè. Mày ca ăn đi.
Mày gan đi. Nha. Thôi. Đó, khán giả thấy chưa? Khán giả thấy chưa? Rồi bây giờ tôi nó ăn xong rồi, giờ tới em nha cả nhà. Em đi ăn bánh xèo đây. Đi ăn bánh xèo đi cả nhà ơi. Ê, qua cho anh Lưu ăn đi ha. Nè. Anh Lưu. Lâu. Ăn đi để lỡ làm tát chuyến giấy. Ăn chuột tội nha. Nè. Đó. Đó. Lỡ cắn anh Lưu xuất chuyến giấy. Cái này ăn coi như là chuột tội. Đó. Lưu ăn chuột tội nha. Đó, cứu hộ lỡ cắn xuất chuyến giấy anh Lưu thôi. Thôi cho cứu hộ xin lỗi nha. Ừ. Ăn đi, không ăn hiếp em nữa nha. Nghe không? Ăn chứ đừng ăn hiếp em nữa nha. Ăn hiếp em là mẹ giận đó. À, cả nhà, đây là mấy những ngày ở lại đây ha. Chuyện của tụi nhỏ mà. Đây, ngày hôm qua là có một trận là đánh hội đồng. Hai con lớn đánh mình cứu hộ mà cứu hộ không sao hết trơn á. Lưu sáng nó bị tét chuyến giấy. Thì qua Hồng Đen nói là có thể là do lúc cắn nhau á, con bự kia nó không có để ý á, nên là cắn Lưu tét chuyến giấy. Thì chị nói là không, con Lưu với con Mực thân nhau lắm, nên là con Mực không có cắn Lưu, chỉ có cứu hộ cắn thôi. Cho nên là giờ đem gà qua hối lộ nó. Đang nghĩ đó chứ thôi, nó dứt cứu hộ à. Rồi.